xin phép được đọc bài. Attana chodaya tanang patima se attama tana so attakuto satima sukhang bhikkhu viharisi. Attana chodaya tanang patima se attama tana so attakuto satima sukhang bhikkhu viharisi. Tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tỳ kheo tự phòng hộ, chánh niệm trú an lạc. Hòa thượng Thích Minh Châu. Antana chú ta dân ta năng bà ti ma sê an ta mạnh ta na su an ta cung tu san ti ma su khăn biết khu vi ha hi si. Con ơi, hãy cứ thật tình, tự tri, tự kiểm xét mình mới hay, canh phòng, giác tỉnh đêm ngày, chánh niệm được lạc, có ngay, chẳng cầu, hòa thượng giới đức. Dạ thương, con kính tri ân ngài và con kính tri ân đạo tràng. Con xin mời chị, Xích Hồng Nhung. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Minh Hạnh, con kính đảnh lễ sư Tịnh Đạt. Con kính đảnh lễ sư Minh Đạt, con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin được đọc câu kệ ngôn số 379 ạ. Attana kodayata nang batima se attamattana so attavutto satima sukhang phikkhu viha hisi. Attana kodayata nang batima. Chạy lên. Con sám hối, con xin đọc lại. Attana kodayata nang batima se attamattana so attavutto satima sukhang phikkhu Kusiha hisi Atana ko daya tanang batimase atamatana Sota to samti ma sukhang vikhu viha hisi. Tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tỳ kheo tự phòng hộ, chánh niệm trú an lạc, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Attana ko dayatta nang patima se attamattana so attavutto satima sukhang phikkhu viha hisi. Con ơi hãy cứ thật tình, tự tri tự kiểm xét mình mới hay, canh phòng giác tỉnh đêm ngày. Chánh niệm được lạc có ngay, chẳng cầu, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, kính cảm ơn huynh Watthana đã bớt bài. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Con xin mời vị kế tiếp. Con xin xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Mà, dạ, Nam Mô Sân Khà, dạ. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo Pháp, con kính hành lễ Đức Tăng. Con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 379. Attana ko da yatta nang pati ma se atta mattana so atta vut tô xá tí ma su khăn biết khú quý hà hí xí. Tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tỷ kheo tự phòng hộ, chánh niệm trú an lạc, bản dịch Hòa Thượng Minh Châu. Con ơi hãy cứ thật tình, tự tri tự kiểm xét mình mới hay. Dạ, cảm dân đã đọc bài xong, mến mời bàn tay của Sít Trần Đạo. Dạ, cảm ơn chị cảm dân. Nam mô Bụt Tha, dạ, Nam mô Tham Mà, dạ, Nam mô Sa Di Đà.
Con kính đảnh lễ trường thành linh hạnh đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức tăng. Kính lễ với cô tu nữ kính chào với anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 379 ạ. Atana ko re atana patima se atamata na so atayu to satina su tang piku vihahi se atana ko re atana patima se atamata na sau atayu to sati ma sukhang bhikkhu vihahi si. Tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình thì khéo tự phòng hộ, chánh niệm trú an lạc. Đó là khổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu. Atana ko de atana bhatima se atamatana so atavu to sati ma su tăng vi khu vi ha hi hi. Con ơi hãy cứ thật tình tự tri tự kiểm xét mình mới hay, căn phòng giác tỉnh đêm ngày, chánh niệm được lạc có nơi chẳng cầu. Đó là khổ thơ của hòa thượng Thế Đức. Dạ cảm ơn huynh Bát Thana đã bóc bài. Dạ dạ con xin để mất lời cho đạo tràng. Dạ xin mời chị. Dạ, xà thú, kính cảm ơn Thích Trần Đạo. Dạ, cảm ơn Thích Trần Đông, cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Bình kính chào đạo tràng, dạ cảm ơn Kim Nhung. Dạ, Nhật Bình kính cảm ơn cô tu nữ. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Minh Đạt đã từ bi hoan hỷ cùng chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 379. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tị Viên, Xích Đặng Đông, Xích Tina, cảm ơn Xích Trần Đạo. Còn ai nữa, còn thiếu gì đâu. Nãy giờ Nhật Xích Kim Nhung cô ấy Minh, dạ, đã hoan hỷ lên ông bài. Dạ, bây giờ thì cũng đã đến giờ chúng con học bài mới là câu Pháp Cú Kinh số 379. Dạ, cảm ơn Quỳnh Bách Thanh Á cho bài học. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt và Thượng Tòa Tệ Quyền giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sân Khà Giá. Nam Mô Ta Sa Phá Gà Quà Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bù Đà Ha Sa. Nam Mô Ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a ta ha sa. Nam mô Ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a ta ha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng, cho hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiêu khắp ba cõi rõ đường vui. Phàm thiên phận ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc giá ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không hòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rủi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chúng ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn.
Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đàng để chúng con được học từ vựng câu pháp quốc kinh số 380. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dân Bích Đánh Sư ạ. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin đảnh lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị có mặt ở trong diễn đàn pháp của kinh. Ngày hôm nay chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2021, diễn đàn pháp của kinh chúng ta sẽ học đến câu pháp cú số 380. Và hôm nay thì Tịnh Đạt sẽ thích nghĩa sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn này và sau đó sẽ tỉnh tượng tòa Tuy Quyên thuyết giảng duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú này. Và câu kệ ngôn pháp cú số 380 trên 423 câu có nội dung như sau. Atta hi atta no na to atta Ahi ano gati tasma sanyam majatanang asang parang wa wani cho. Tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình, vậy hãy tự điều phục như khách buôn ngựa hiền. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu và cũng như là bản dịch văn xuôi: chính mình là người chủ của bản thân, chính mình là nơi nương tựa của bản thân, vì thế hãy tự chế ngự bản thân như là người thương buôn chế ngự con ngựa tốt. Atahi atano nato atahi atano gati tasma sanyama yatanang asang patrang wa wani cho. Dạ, chúng con xin đảnh lễ thượng tọa Tuy Quyền. Câu kệ ngôn pháp cú này chúng ta sẽ học về ngữ vựng. Câu thứ đó là atahi atano nato. Atta có nghĩa là bản thân, giống như chúng ta thường gặp cái từ này là tự ngã. Ở đây thì ám chỉ cho là chính bản thân mình. Hí là trạng từ có nghĩa là thật vậy. Attano, Attano cũng xuất phát từ từ Atta, nhưng được chia ở thể sở thuộc cách của chính mình. Ở sở thuộc cách thì chúng ta dùng cái từ sở hữu là của. Natho, Natho có nghĩa là người chủ, danh từ năm tánh bị người Á Na Thá, chia ở thể chủ cách. Na thô. Câu thứ hai. Dạ. Atta hi attano gati. Atta hi attano gati. Atta có nghĩa là bản thân mình, hi thật vậy, attano là của chính mình. Gati, gati cũng có từ gati ở đây. Được xuất phát từ căn của động từ gamut, hay là chúng ta thường gặp cái từ gacchati có nghĩa là đi. Nhưng ở trong cái tình huống trường hợp này, cái từ gacchati được hiểu đó là nương tựa. Nương tựa. Chúng ta thấy khi bắt đầu cái buổi học, chúng ta sẽ xin giới. Thì trong cái câu xin giới có cái từ gati tương đương với gồm từ là gacchati.
Uthang saranang gacchami. À, từ gacchami ở đây nó cũng từ cái căn của động từ gamu hay là gac, cùng với lại từ gá tí. Ở câu Uthang saranang gacchami là chúng con nương tựa ân đức của Phật bảo. Câu thứ ba của câu kệ ngôn Pháp Cú 380 này: Tasma sanya mayatana. Tasma sanya yamatana. Từ tasma là đại từ ở thể xuất xích cách. Đại từ tá được chia ở thể xuất xích cách, có nghĩa là vì thế hay là do vậy. Vì thế hay do vậy. Cái từ sanh nhá má dắt ta năng, một cái từ rất là dài ở trong Pali, và cái từ có cái nhiều cái từ mà kết hợp dài như vậy thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ nghĩ đến đó là cái từ ghép. Và ở đây cái từ ghép là chữ sanh giá má giá, ghép với từ atta năng. Dạ, ghép với từ atta năng. Thì theo cái luật sanh thí, khi hai nguyên âm sanh nhá má giá là tận cùng là nguyên âm á, và khi gặp atta năng là bắt đầu bởi một cái nguyên âm á, thì khi ghép lại ở trong Pali sẽ có cái cách để mà tỉnh lược giảm bớt một cái nguyên âm. Cho nên chúng ta có một cái từ ghép đó là sanh nhá má giá atta năng. Dạ, sanh nhá giá má, sanh nhá giá má là từ cái tiếp đầu ngữ sanh, cái tiếp đầu ngữ sanh và động từ giá má, giá má tí. Khi chữ sanh cộng với từ giá bắt đầu bằng chữ chữ giá đó, nick cái hy tá m chấm dưới đó, khi gặp chữ giá thì nó sẽ thay đổi thành chữ hai chữ nhá, hai chữ nhá n dấu ngã. Thì đó là một số cái sẵn đây nói về cái ngữ pháp của cái từ Pali, cho nên chúng ta thấy cái từ sanh nhá má giá. Sanh nhá má giá là hãy chế ngự, hãy chế ngự hay là nên kiểm soát. Cái từ giá má tí nó là thúc. Còn cái từ xăng á, thưa quý vị rằng có nghĩa là một cách trọn vẹn, hoàn toàn, viên mãn. Chúng ta gặp từ này trong cái từ xăm bút thá, xăm ma xăm bút thô đó. Chữ xăng bút thô cũng là từ xăng cộng với là chữ bút thá, là giác ngộ một cách hoàn toàn, giác ngộ một cách viên mãn. Câu thứ tư ở trong câu kệ ngôn Pháp Cú 380. Đó là Asang Phatrangwa Wanicho. Asang là danh từ nam tánh vì ngữ Á, có nghĩa là con ngựa. Ở trong Pali thì rất là quan trọng một cái từ, chúng ta truy nguyên nguồn gốc nó là vị ngữ gì. Vị ngữ là cái nguyên âm cuối đó. Ở trong Pali thì có 8 cái nguyên âm, nhưng khi được chia ra là nam tánh có 5 nguyên âm tận cùng, nữ tánh có 5 nguyên âm tận cùng và trung tánh có 3 nguyên âm tận cùng. Thì ở đây chữ Asa hay là Asan có cái từ gốc là Asa, là danh từ nam tánh vị ngữ Á. Cái từ Patran, từ Patra, Patra ở đây cái này đọc cũng hơi khó tí xíu, tại vì cái từ này ở trong từ điển cũng có một cái thể khác đơn giản hơn. Cái từ Patra này được viết thành từ Patra. Từ bây giờ chờ tôi tí xíu. Là từ phát đá.
hai chữ đi, không chữ không, nó cũng có nghĩa là giống như là từ Patra, có nghĩa đó là tốt, là tốt đẹp hay là hiền, hiền lành. Cái từ Patra nó tương đương với một cái từ Patta. Chúng ta có thể tra từ điển ở hai cái từ này đều có nghĩa hết. Cái từ vá, dấu phẩy của chữ vá đó, đó là viết tắt của tỉnh lược của cái từ ý vá, là một cái từ thể hiện ẩn dụ, ví như, giống như. Giống như, ví như. Vanicho cũng là một cái danh từ, năm tánh vị người Á. Vanicha có nghĩa là người thương buôn, người thương buôn. Như vậy là chúng ta sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú này. 380. Atayatano nato atayatano gati tasma sanyama yatanang asang patrang wa vanicho. Tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình, vậy hãy tự điều phục như khách buôn ngựa hiền. Hay là bản dịch phổ thơ của Ngài Giới Đức: chỉ ta mới bảo vệ ta, chỉ ta nương tựa chẳng là khác ai. Tự mình điều phục hôm nay, tự mình điều phục hôm mai, như khách buôn ngựa khéo tài kiềm cương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và thưa quý vị rằng cái câu kệ ngôn pháp cú 380 này được những cái vị giảng sư sử dụng rất là thông dụng, rất là nhiều khi giảng những cái thời pháp, bởi vì câu kệ ngôn pháp cú này có cái tính chất sắp tấn cho những người tu học rất là nhiều. Hôm nay thì được Thượng tọa Tây Quyền sẽ thuyết giảng về duyên sự và ý nghĩa của câu kệ ngôn này. Mong rằng hội chúng diễn đàn của chúng ta sẽ học được nhiều điều lợi ích ở trong bài học ngày hôm nay. Và chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa Tây Quyền từ bi hoan hỷ để giảng giải về duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú 380 này. Và chúng con một lần nữa xin cung thỉnh Thượng tọa Tây Quyền, con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giới Gia Đục. Để chưa để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Đăng Nam cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, đại Đức Minh Đạt, đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trung rung. Thân chào đến quý tôn nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch với Ngài, kính thưa quý vị, thì trước khi vào giảng, xin có đôi điều thông báo đến quý vị. Một điều cũng là cái điều hoan hỷ cho rừng Phật giáo chúng ta, phụ rừng Pháp Quốc Kịch Chuyên Đề của chúng ta, là chúng tôi sẽ thỉnh thêm các vị giảng sư vào rừng để tiếp giúp cho cái sự sinh hoạt của rừng Pháp Cú được mạnh mẽ và được phát triển nó lâu dài. Điều đó đòi hỏi đối với các vị giảng sư có cái tâm đối với cái Phật Pháp, đối với tâm với cái sự truyền dạy, đối với tâm với cái sự kế thừa và cái sự phát triển những sinh hoạt ở đây, cũng xem như là sinh hoạt ở trên chùa, ở trên trời. Thì kính thưa quý vị, hôm nay có sự hiện diện của Đại Đức Minh Đạt. Đại Đức Minh Đạt thì hiện nay trú ngụ tại chùa Bồ Đề ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị, thì có lẽ quý vị ở trung tâm có một số vị sẽ biết. Thì chẳng hạn như của em mình ở đây thì coi như là gặp Đại Đức Minh Đạt rất là thường xuyên, chắc có lẽ cũng hàng ngày hay hoặc là một tuần rất là nhiều.
thì kính chào Đại Đức Minh Đạt, Đạo Văn Long, Hồ Rung. Chúng tôi cũng đã thỉnh Đại Đức Minh Đạt sẽ đảm trách một phần hành trong trong những cái buổi giảng, và chúng ta sẽ sắp xếp lại. Và cũng giới thiệu quý vị thì Đức Minh Đạt đã là một trong vị giảng sư cũng rất là lâu, và cũng là trải qua cái sự học hỏi Phật pháp căn bản từ nơi thượng tọa Chánh Minh, cũng là những vị là vị thầy của Đại Đức Minh Đạt đây. Và đây là một điều hoan hỷ, Đại Đức Minh Đạt coi như đã dịch xong cái bộ Pháp Cú Kinh, người thứ hai dịch xong bộ Pháp Cú Kinh mà ổn định nhất, hoàn chỉnh nhất. Thứ nhất là ngài Hòa Thượng Pháp Minh, thứ hai nữa là Đại Đức Minh Đạt, cái Đại Đức Minh Đạt đây. Và chúng tôi rất là hoan hỷ trong cái phần dịch của Đại Đức ấy, nó gồm có những cái sự chú thích rất là rõ ràng. Nó ra tới cuốn thứ 7, thứ 8 giờ thì chúng tôi mới vừa được nghe Đại Đức nói Đại Đức đã hoàn tất cái dịch phẩm của Pháp Cú rồi. Thì đây là một điều rất là xa thú lành thay. Và Đại Đức đã chuyên cần trong cái sự dịch thuật trong những năm qua. Và giới thiệu thêm nữa thì Đại Đức đang là một trong những vị sẽ dịch cái thêm một cái bộ là từ điển Pali. Thì đây là một điều mà có thể nói rằng là rất là tốt đẹp trong cái sự hỗ trợ của cái nền văn học Phật giáo Pali, Phật giáo Nguyên Thủy, mà đặc biệt là Đại Tạng Pali, Tam Tạng Kinh Điển. Mà cái sự dịch thuật cũng như là những cái bộ mà Đại Đức dịch đó thì nó đầy đủ. Chẳng hạn như cái sự chú thích của quý vị của cái nghĩa nó rất là nhiều, chứ không phải như cuốn của Đại Đức Đức Hiền thì như vậy thì nó vẫn còn ngắn. Nhưng còn chúng tôi thấy trên cái cuốn dịch của Đại Đức Minh Đạt thì nó rất là lớn, nó rất là rộng, nó rất là dài. Thì kính giới thiệu đến toàn thể đại chúng, và tương lai thì có thể nếu như cái ngày chủ nhật này thì chúng ta có thể tiếp tục, chúng ta vẫn là mở lại cái lớp phi dược pháp buổi đầu, chúng ta học lại cái lớp phi dược pháp. Đó là một những gì vẫn coi như là sinh hoạt cái chủ nhật này là lớp phi dược pháp, thì nó cũng thay đổi một cái chương trình hoặc là một cái chuyên đề Phật pháp. Đây là một điều mà xin báo trình đến quý vị. Thì cũng ngoài đó thì trước nhất là chúng tôi, Đại Đức Minh Đạt và cũng sư cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt, ba vị sẽ hoan hỷ chủ trì cái Phật pháp, xin lỗi, Trung Pháp Cú, để cho được tồn tại hơn. Bởi vì chúng tôi thì cũng như là cũng bận rất là nhiều, nhưng chúng tôi cũng ráng coi như là khi mà không có. Trước kia thì thật sự ra thì buổi đầu tiên của Rung Pháp Cú Kinh đó, kính thưa quý vị, buổi đầu tiên của Rung Pháp Cú Kinh thì chính chúng tôi là người giữ gìn cho cái Rung Pháp Cú, và sau đó chúng tôi giao qua cho Đại Đức Pháp Tính, quý vị nhớ rồi như vậy nha. Từ lúc Đại Đức Thượng Tọa Thiện Phúc á, sau đó Thượng Tọa Thiện Phúc, và sau đó nữa thì chúng tôi giao cho Đại Đức Pháp Tính ha. Thì dù cũng nó đã phát triển được rất là lâu, và cứ như thế nó cứ xây dần. Đầu tiên thì có cái ông sư Tâm Phúc, sư Tâm Phúc đó. Sau đó thì sư cũng không còn tu nữa, sư Hoàng Tục thì cũng bỏ. Và lúc đó thì đương thời lúc đó là cũng có nhiều cái điều nó không tự nhiên, và thế là cái Đông Phúc Cú này vẫn duy trì. Và sau đó thì Đức Phúc không có làm việc trên Đông Phúc Cú nữa, thì chúng tôi mới thỉnh Đức Pháp Tính coi như tiếp tục là cùng với Đức Thiện Phúc. Lúc đó Đức Thiện Phúc với Đức Pháp Tính, và sau đó từ phút rút mình giữ cái dây trò chính dùng, chúng tôi không có dám đeo mang nó nhiều. Nhất là đúng giờ đúng giấc, ngay cái thời gian thì chúng tôi rất là ngại. Thì ở vì vậy cho nên bây giờ thì Đức Pháp Tính không còn nữa, thì sẽ cùng thỉnh nhị vị cùng với chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì, và nhị vị sẽ hai vị của Lâm Ba La Phước thay phiên khi mà quý vị vào trong ban điều hành luôn, và trong ban điều hành tức là chúng ta sẽ chủ lực. Bởi vì một trong ba vị thì không thể nào mà nói rằng là chúng ta cả ba đều bận hết là xem như là kẹt. Thì khi chúng tôi bận thì chúng tôi báo qua, quý vị bận chúng tôi báo qua. Ví dụ như là Đại Đức Tịnh Đạt nói kiểu như là thời gian chủ nhật, những thời gian gần đây thì Đại Đức Tịnh Đạt sẽ bận thì chúng tôi sẽ đảm trách. Thì báo trình cho quý vị được như vậy, thì mong rằng Pháp Cú Kinh của chúng ta cứ luân chuyển
nhưng chúng ta có cái sự thay đổi trên cái phần dịch phẩm. Và chúng tôi cũng yêu cầu nếu như được đã thường duyên rồi thì cái nghĩa nó rộng hơn, là chúng ta dựa trên cái cuốn Pháp Cú Kinh của ở Thiền viện Thiền Chiếu thì nó bị chỉnh sửa rất nhiều. Lẽ ra cái đó là của Sư Minh Huệ, nhưng Sư Minh Huệ là chuyển quyền cho bên Thường Chiếu, người ta in và người ta sửa sai là rất là nhiều, và từ cũng như là cái ý nghĩa trong kinh văn ở trong đó. Dạ. Thì đây xem như là một cái cuốn Pháp Cú Kinh xem như là hoàn, nó tương đối hoàn bị. Thì mong rằng kính báo đến Đại Đức Chí Thâm là Đại Đức Quan Hỷ, thí dụ những vị giảng sư ở trong room thì chúng ta sẽ cúng dường cho các vị đó một bộ kinh Pháp Cú để các vị đó chuyên giảng. Thì điều này cũng là một cái nó cũng mở rộng hơn, nó cũng có một cái cách căn bản hơn. Chứ còn thường cứ ôm cái cuốn của Thường Chiếu thì chúng tôi nghĩ rằng nó bị vô tình, nó bị giới hạn. Dạ. Thì kính Đức Quan Hỷ, để Đức coi bao nhiêu vị giảng sư trong room đó thì bây giờ có hay không gì thì chúng ta cứ chuyển tới cúng dường để chúng ta hỗ trợ cho các vị về cái phương tiện giảng thuyết. Thì kính đề đạt đến cho Đại Đức Minh Đạt, Đại Đức Minh Đạt cái điều này. Xin Đại Đức Minh Đạt Quan Hỷ lưu tâm dùm và sa thủ làm tay để chúng ta cũng làm cho Phật pháp với mỗi người mỗi ít nhiều sẽ được tốt đẹp. Dạ. Cái điều này thì cô ấy mình hỏi với Đại Đức Chí Thâm ở kế coi như xa tận trên trời mà gần ngay trước mắt của cô đó đó đó. Dạ. Mô Phật. Dạ. Thì cái điều đó là có chuyện gì thì ở trên đó nó có bản sẵn ở trên rồi, thì cái quyền chủ tác giả cũng như quyền chủ dịch giả thì chính là Đại Đức Minh Đạt ở tại đó. Dạ. Và xin làm phiền quý vị trong thời gian như vậy, và để cho cái chương trình của chúng ta nó được ổn định. Thì như có một số Phật tử ở trong room Pháp Cú sẽ đề đạt về cái giờ giấc của Đại Đức Tề Nhẫn, thì chúng tôi sẽ liên hệ với Đại Đức Tề Nhẫn, chúng tôi sẽ nói về cái giờ giấc, và cũng như chúng ta đã có người thích nghĩa rồi thì mình không cần thiết phải thích nghĩa đứng ra thích nghĩa. Mà nếu như vậy thì chúng ta cứ vào chúng ta giảng duyên sự, giảng duyên sự và giảng cái ý nghĩa là được rồi. Thì đó là đủ quá là sa thú lành thay. Vì vậy chúng tôi sẽ đề đạt lại cái chuyện cho Đại Đức Tự Nhẫn cái điều đó. Đã mình thỉnh khi nào mà chính các vị, ví dụ như chúng tôi muốn, ví dụ như chúng tôi, xin lỗi, chúng tôi có đủ cái khả năng để phân tích, nhưng chúng tôi nghĩ rằng có sư tình đạt thì để cho sư làm, nó cũng là một phần hành tốt đẹp. Ví dụ như vậy. Còn chẳng hạn như thí dụ như là ngài giảng của Đại Đức Chí Thâm, Đại Đức Chí Thâm giảng được thì đó là thích nghĩa luôn được là tốt. Còn thí dụ những ngày giảng kia thì nó chen kẽ, thí dụ như không có Đại Đức Tịnh Đạt thì Đức Đạt sẽ vô coi như là giúp dùng. Đó là như thế. Chứ còn nếu như đã là phần hành của người này mà chúng ta lại là xử lý như thế kia thì mai người này mai người nọ thì nó không có trật tự, nó không có gọn gàng. Dạ. Thì bảo trực cho quý vị như vậy. Cho nên về sau Đại Đức Tịnh Đạt cũng luôn nhớ lưu ý cái điều này. Dạ không gian những cái cô có ý kiến cũng được thì thôi, coi như là vậy. Trước nhất thì chúng tôi nói rằng thí dụ như bây giờ mình thích nghĩa thì mình phải chủ trì thích nghĩa. Và kính thưa quý Phật tử rằng đã là thích nghĩa thì chúng ta phải vững chắc, học Pali nó vững chắc. Chúng tôi không dám phê bình về các vị giảng sư khác. Những điều mà chúng tôi nói rằng chúng tôi phải nhìn thấy một căn bản của người ta thì chúng tôi mới dám nhờ, chứ chúng tôi mới dám bước ra. Dạ. Chứ còn thế mà không căn bản thì giới thiệu là tự mình tự sát và tự giết chết mình cũng là một cái điều mà cản trở. Và dạ, bây giờ thì quý vị yên tâm là chúng tôi sẽ giảng trong vòng 10 phút 15 phút cũng xong một cái thời gian, quý vị cứ tự ý kiến trước. Còn không nữa thì dạ, như vậy để cho nó đủ. Thì bây giờ thì cô Nhật Quỳnh cứ ý kiến, chúng tôi sẽ giảng trước thời gian, trước 7 giờ sẽ kết thúc. Dạ, quý vị yên chí. Chúng tôi hứa luôn trước 7 giờ kém 5 phút đi, nếu chỗ gì ý kiến. Dạ, kính bạch Thường Đạt, Thường Đạt Tây Quyền, cùng chư Tôn Đức và kính thưa Đạo Tràng. Dạ, lúc nãy con nghe sư nói về vấn đề của sư Tuệ Nhẫn. Con kính bạch sư là dạ không tri ân và quý ngài cho con và quý vị cho con biết được tín hiệu.
con xin nói rõ hơn một chút là cái ngày của Đại Đức Tuệ Nhẫn đó, Bạch Sư. Thì coi như là Đại Đức Tuệ Nhẫn là phụ trách hết trừ từ từ vựng và duyên sự và ý nghĩa, nhưng chỉ có cái là sư Tuệ Nhẫn là giảng từ vựng. Trong cái giờ từ vựng đó thì sư không chú trọng đến cái giờ từ vựng, mà cứ khi giảng được một chữ thì sư nói rất là dài, rất là lâu về những cái duyên sự, những cái ý nghĩa trong cái chữ đó. Nên là coi như là đạo tràng chúng con đó là, nhất là những người gọi chữ, nhất là cô ấy mình, thì coi như là chúng con bị ngồi canh kêu hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa xong một cái bài pháp cú về từ vựng. Nên thật sự là chúng con rất là khó khăn. Rồi cái thứ hai thì sư giảng quá giờ, khoảng dễ như kiểu từng giờ rồi là giảng quá giờ 15 phút. Mà nhiều lần con có thỉnh với sư là ban điều hành chúng con còn phải làm việc ở bên lớp học của Thác Thăm Má nữa. Tụi con rất là nhiều công việc để phải làm bài như sư giảng bên đó thì sư cũng biết rồi. Bốn phần chúng con rất là nhiều việc, không thể là đơn giản một rôm pháp cú. Mà như bây giờ trong cái mùa đông này thì chúng con còn được nửa tiếng đồng hồ để chạy qua bên kia. Còn mà mùa hè thì chúng con cứ 8 giờ bên đây hết rôm thì chúng con chạy qua bên kia, chạy dắt giò lên cổ cũng không kịp luôn. Nên tụi con rất là khó khăn. Dạ. Bây giờ trình bày rõ với sư là như vậy. Còn lúc nãy con nghe nói về sư Tuệ Nhẫn nên con xin phép với sư. Dạ, con kính nhân mít. Dạ, cảm ơn cô Như Quỳnh đã báo như vậy. Thì bây giờ tiếp theo ai có ý kiến gì nhất là trong ban điều hành, quý vị như là cô Ái Minh hay là nhờ Phật tử Đăng Đông, quý vị nằm ở trong ban điều hành hay Phật tử Quá Thanh Á, thì quý vị có ý kiến gì xin quý vị kiến nhanh, chúng tôi sẽ cho quý vị trong vòng 10 phút. Dạ. Dạ, quý vị sẽ cứ báo đi, dạ. cứ cách trong sinh hoạt hiện tại, và chúng ta trở lại sinh hoạt thì chúng ta sẽ có một cuộc họp nữa. Dạ. Dạ, có ý kiến gì giờ Phật tử Quá Thanh Á có ý kiến gì không ạ? Dạ, cô ấy mình. Dạ, cô ấy mình không hả? Dạ, rồi cô ấy rồi. Dạ, dạ Phật tử Quá Thanh Á có ý kiến gì không ạ? À? Phật tử Quá Thanh Á. Dạ, dạ, một Phật. Dạ, rồi ghi nhận cái điều của mình như vậy. Rồi chúng tôi sẽ liên hệ với Đại Đức Tuệ Nhẫn. Chúng tôi sẽ chuyển lời. Chúng tôi sẽ khéo nói. Chúng tôi sẽ khéo nói cho Đại Đức Tuệ Nhẫn. Chúng tôi sẽ tự khéo nói để quý vị biết là chúng tôi cũng nói A, B, C, D gì hết, mà chúng tôi chỉ nói trên cái tinh thần làm việc. Và cũng như trong cái chương trình, cái điều này là cũng như cái đó là cái lỗi ở bên ban điều hành của mình. Thì chẳng hạn như bây giờ là chúng ta thỉnh các vị giảng duyên sự và ý nghĩa, còn về cái chiết tự chiết ngữ thì ở bên ban điều hành thì cũng thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt và Đại Đức Minh Đạt tương lai sẽ giúp cho cái việc này, giữa hai vị sẽ có một cái sự trực tiếp liên kết với nhau dùng. Thì đây là chúng quý vị thỉnh quý vị như vậy để cho nó. Còn mà thí dụ như gặp những vị chẳng hạn như là sư phụ thì siêu vào đó, ví dụ như sư phụ có giảng hay không cũng nhớ, thì cái điều đó mà sư phụ thì siêu chúng tôi biết chắc chắn là nếu mà cho giảng gì thì cũng giao cho vị luôn. Rồi trong khi giảng thuyết là sư thì siêu trích ra cái ngay cái trong từ ngữ của nó là như thế, chứ không đâu mình bỏ cái thời gian ra mà để mà đi thích nghĩa, đi thích từ chi, nó đã hết cái thời gian rồi. Dạ thôi, bây giờ chúng ta cái sự làm việc của quý vị như vậy, và bắt đầu thì tuần sau thì cái giờ ngày của thường nhật của Đại Đức Pháp Tính là cái giờ nào? Đại Đức Tịnh Đạt hả? Thứ bảy sư phụ thì siêu dẫn thanh tịnh đạo hả? Hay là bữa thứ bảy, hay thứ bảy cái giờ mà thanh tịnh đạo là của sư phụ thì siêu phải không ạ? À, ngày bây giờ dẫn ngày chủ nhật phải không? Dẫn thanh tịnh đạo là của sư phụ gia thì siêu dẫn thanh tịnh đạo phải không? À, ngày chủ nhật sư Phật Tính. Dạ như vậy được rồi, vậy thì sẽ cùng thỉnh Đại Đức Minh Đạt vào trong cái giờ chủ nhật dùng.
Dạ, Đại Đức mình đặt lưu ý trong cái thời gian, cái sự xác định cho Đại Đức về cái thời gian để kết ở tại đây luôn. Dạ, và rồi còn nếu như mà Đại Đức theo kiến chúng tôi thì chúng ta còn thứ tư vị nào ạ? Thứ sáu, thứ tư và thứ sáu, và sư mẫn thứ mấy? Sư mẫn thứ tư hả? Vậy thứ sáu là sư Tịnh Đạt. Dạ, Sa Thú. Dạ rồi, vậy thì còn cái cuối tuần, tức là còn cái thứ cái chủ nhật. Còn nếu như cái chủ nhật mà nếu như mà vị giảng sư nào giảng thuyết nữa thì chúng tôi sẽ nhận lại cái thứ ba, quý vị yên tâm. Chúng tôi sẽ một chúng người ở phía ngoài cũng không sao nữa, cứ nhìn và chúng tôi sẽ bao sân sẽ điều khiển bất cứ lúc nào. Dạ rồi, vậy đó. Phật tử trong Phan có hay ý kiến hả? Bây giờ Phật tử trong Phan có hay ý kiến? Bây giờ Phật tử có thể cầm mic để nói được liền không ạ? Nói ngay liền. Dạ rồi, dạ mời Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô. Con chào các tôn đức tăng trong Zoom, sư trợ quyền với các chư tăng con đọc được. Thứ nhất là ở Zoom này con thấy thường là có một ý kiến là mùa dân y thì nghỉ một tháng, ok, là có đồng ý không? Mình nhất định vậy là mùa dân y nghỉ một tháng. Nghỉ có nghĩa là không phải là đóng Zoom, nghỉ là nghe băng lại sư. Với con nghĩ là ở Việt Nam có mùa cái mùa không phải cái mùa mà Tết á, thì nghỉ một tuần đi, nghỉ một tuần trước đó 3 ngày 4 ngày vậy á, thì cũng y như là nghỉ á, là chư tăng á, để chư tăng lo cho chùa, nên ra là trong vòng một tuần đó mình để băng hết. Sư có đồng ý không là sư nói cho Dùm biết vậy thôi, hai cái ý kiến đó thôi. Thứ nhất là nghỉ trong lúc mà chư tăng không có vô Zoom trong một tháng của dân y, như những ngày lễ Tết á, Tết dương lịch này nè, Tết âm lịch á. Dạ, con chỉ nói vậy thôi, có đồng ý không thôi. Dạ. Dạ, cảm ơn Phật tử Châu Phan đã có cái ý kiến như vậy. Thì như thế này, thì bây giờ thì xưa nay giờ thì chúng ta cũng vẫn làm như xưa tới giờ. Thì vào cái lúc mà nếu như cái Tết đó, thì vị nào bận thì thôi, xem như là chúng ta sẽ để kinh. Còn nếu như mà có vào giờ giảng được thì ý chúng tôi là như vậy. Chứ bây giờ nếu như chúng ta mà báo như vậy thì xưa nay chúng tôi chưa có làm như vậy, mà còn chỉ có một tháng nhân y là cũng hợp lý. Thì bây giờ thì cái tinh thần cái vậy nhé, cái đề tài đi vào cái chương trình chính của Rung. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkhawa Buddhang Phakkhawantang Abhivade Miso Khato Phakkhavata Thammo Thammang Namasami Subhattipanno Phakkhavato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu lý tán dương ở Đức Tam Bảo, là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng giáo hộ định chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái câu kinh Bất Cố số 380, thì xem như chỉ còn lại thời gian nữa thôi, nó cũng sắp sửa hết trời rồi. Thì sau đó chúng ta sẽ tổ chức lại cái kinh Bất Cố này là như thế. Câu Pháp Cú số 380 này cũng là duyên sự của số 379. Khi Đức Phật thì đang người tại Kỳ Viên, ở đất Trường Đảo Nangalakula, thì vị tỳ kheo Nangalakula là một người nghèo khổ chưa đi làm thuê. Thì một ngày kia cũng bị sa môn, thì anh ta đang đi trên đường á, với cái chiếc khố rất là nghèo khổ và vác một cái cài, thì vị sa môn mới hỏi:
anh kiếm sống bằng cách đó à? Tại sao mà không đi tu mà cho nó khỏe? Bạch Ngài, ai mà chịu cho con tu, khi con làm thuê con đi tu, nếu anh muốn thì tôi sẽ cho tu. Thì thật là Phật tốt cho con, thế là tế độ cho ông ta xuất gia. Thì vị sa môn này đem cái người cài về kỷ viên tịnh xá, tự tay coi như là chỉ ông ta tắm rửa, rồi đưa y cho ông ta, và bảo các cái vị sa di treo cái khố rách của ông ta trên một nhánh cây gần ở gần tịnh thất, và cũng như cái cài đó cũng gần tịnh thất đó. Thì từ đó thầy có cái tên là Nangalakula, có nghĩa là tôn giả thợ cài. Thì sau một gian thời gian sống trong cái tu viện á, với những cái được cái sự cúng dường một cách đầy đủ mà ngay tại kỳ viên mà, cho nên vì vậy á, thì riêng cái vị này khởi cảm thấy không vừa lòng, bởi vì thấy rằng á, tuy là có sự thờ dụng như vậy, nhưng vị ấy nghĩ dày vò ở trong tâm, vị ấy nhủ thầm: ta đã không muốn đắp chiếc y vàng mà để đàn na tính thế cúng dường, mà ta đi tu như vậy nó không có đúng. Và thế là một cái sự bất mãn ở trong lòng với chính mình, và cái sự khó chịu ở trong tâm như vậy, thì phải thấy vẽ cứ đến gốc cây mà tự sỉ nhục mình, mới sợ thật là xấu, tâm không có chút nào là tốt đẹp, mà mới lại thọ nhận. Và đi đến đó nó nhìn cái khố rách đó, mới nghĩ rằng bây giờ mới đi tới đây, mới nhìn cái chiếc này, cái khố rách này, bộ mình muốn trở về thế tục hay sao? Thì sao khi nhiều lần cảnh tỉnh như vậy thì trở về tu viện, tu viện, tôi trở về cái tư thế của mình, hăng hái tu hành. Và kính thưa quý vị, vài hôm sau á, thì cứ thời gian như vậy, cơn bất bình nó cái cơn khó chịu nó lại, tức là cái phiền não nó gây tới thì nó kéo tới. Và đi đến cái gốc cây đó, nhìn cái khố rách áo ôm của mình đó, mà tự khiển trách mình như trước, cứ như thế. Với sự buồn bực mà đi đến gốc cây thì nhìn cái hình ảnh đó, nó lại là làm cho vị này đạt đến cái ý chí: bây giờ mình không có thể nào mà đi về cái cuộc sống thế tục như thế, thì phải quyết chí tu hành. Thì các vị sa môn thấy thầy thường, các vị thì khéo khác thấy thầy thường đi tới lui tới gốc cây như vậy, thì bèn hỏi: mình đi đến đó để làm việc, để làm gì? Thì vị ấy mới nói rằng: tôi đi đến để tôi viết cái vị giáo thọ của tôi. Thì qua những ngày sau thì thầy không có đến gốc cây nữa, không có thấy thầy đến cái gốc cây nữa. Sau cái thời gian sau không đến gốc cây nữa, thì các vị sa môn đó mới đến gốc cây mới hỏi đùa: này huynh, lâu nay huynh không có lưu tới đi cái đường này, chắc huynh không có đến mà để vị giáo thọ nữa à? Thì thưa vâng, tôi không còn bận vì cái việc thế gian, tôi không còn bận vì thế gian cho nên không thường lưu tới đó nữa. Với những cái điều đó không còn liên hệ tới tôi không cần phải đi nữa. Thì các vị sa môn này nghe nói như vậy thì nó cũng là lạ, mới nghĩ rằng tại sao mà vị sa môn đó lại nói như vậy. Quý vị, xin lỗi quý vị, chờ chúng tôi một chút xíu.
Chúng tôi tiếp tục và xin cáo lỗi chư tăng cùng đại chúng. Thì kính thưa quý vị, khi mà vị ấy nói như vậy thì các thầy khéo mới đi đến Phật. Mấy bạch Phật thì Phật ngài nhưng mới xác định rằng đúng, các thầy có thể đi theo vì ấy không phải tự khoe mình, không có dối lừa gì cả, mà vì đi theo ấy chính tự mình ngăn ngừa và khuyến dạy mình đạo ấy đã thành tựu chánh trí. Và Đức Phật ngài nói lên câu kệ: tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tỳ kheo tự phòng hộ, chánh niệm được, chánh niệm trú an lạc. Và câu số 380: tự mình ý chỉ mình, tự mình đi đến mình, vậy hãy tự điều phục như khách buông ngựa hiền. Và đó chính là cái duyên sự. Và kính thưa quý vị, ở trong cuộc đời này chúng ta thấy có đôi khi á, có một số người đó, chúng tôi có quen với một số người có những cái vật của họ không bán, có những chiếc xe rất là cũ kỹ, nhưng nhờ những chiếc xe đó mà cuộc sống họ được đầy đủ, được sung túc như ngày hôm nay. Và có những cái đồ nghề họ làm họ vẫn giữ, nó tuy thế nó cũ kỹ, thế nó đơn sơ, nhưng điều mà nó nuôi sống cả một gia đình của con, đây là những vật kỷ niệm không thể nào quên. Thì chúng tôi muốn nói rằng trong con người nó có những cái vật kỷ niệm, đối với cái thế sự là vậy. Vị tỳ kheo này lấy cái vật kỷ niệm đó lộc nhận mình cái chiếc cài và khố rách áo đó, và từ vị ấy chê trách mình, đúng ra là mình không có muốn tu. Đầu tiên vị này chỉ tế độ cho mình tu, thấy mình khổ quá cho mình tu, cho mình thấy mình tu cứ như là chúng ta gọi là mượn cái chiếc áo để nô mạc cuộc sống, thì tâm của vị đó có sự hổ thẹn. Và chính vì vậy nhìn cái chiếc khố rách áo ôm đó mà vị ấy có cái sự sách cái tấn dạy mình, thì xem cái chiếc áo ôm đó nó như là một người thầy của mình, như là một điều để sách tấn mình. Mà hồi nãy chúng tôi vừa nói đó, có những người mà người ta một chiếc xe cũ kỹ, một cái đồ nghề nó hết sức là thô sơ, mà nó tí là như vậy, như đó nó là dấu yêu, như đó nó là một cái gì đó mà nó rất là chân tình. Và kính thưa quý vị, cũng như một cái lá y tăng nhà lê đó, vị tỳ kheo biết giữ cái lá y đó từ khi mà nhận. Thì một trong những cái mà Đức Phật cũng chỉ cái cách mà nhớ cái ngày thọ giới của mình, nhớ cái giờ, nhớ cái ngày thọ giới, và nhớ cái ý chiếc áo của mình nhằm sách tấn mình. Thì kính thưa quý vị, trong cuộc đời này chúng ta có thể có và được rất là nhiều thứ, nhưng có những thứ chúng ta phải biết nhịn. Và chính những cái sự tình xung quanh ta, nó là một đề một quán, nó là một cái tâm mà tự chính mình để soi xét mình, tự chính mình để quay về mình. Cũng như khi họ nói họ nhìn cái đồ nghề này, họ không thể sử dụng những đồng tiền nó có quan phí được. Họ nhìn những cái chiếc xe cà tàn như vậy, dẫu hôm nay họ có những chiếc xe nó rất là đặc biệt, nó đời mới, nhưng họ không bỏ những chiếc xe đó. Bởi vì những chiếc xe đó là nó đã giúp đỡ cho họ rất là nhiều trong cuộc đời này. Thì kính thưa quý vị, thì cũng như thế, cái tâm ý của mình, bởi vì họ không dám, không phải sử dụng những cái đồng tiền mà do cái thượng thượng duyên này mà nó mang tới để họ phung phí, để họ cờ bạc, họ ăn chơi trác táng vân vân. Thì đây là điều mà dạy cho chúng ta biết có những điều nó hết sức là bình thường, những điều nó có nhiều cái vấn đề. Và vấn đề ở cuộc sống là, thì người ta nghiêng về các cái tham ái, nhưng trên cái sự tu tập á, thì chính cái vị tỳ kheo này đã tự xem đó là một cái điều xấu hổ, rồi tự mình cố gắng tu tập, tự mình y chỉ nơi chính mình, tức là vị ấy tự tâm mình, dạy tâm mình điều đó là sai, điều đó là không tốt. Rồi vị ấy điều phục chính là cái gì? Khi niệm tu ban đầu của vị đó là không đúng, nhưng nhờ cũng chính ở cuộc đời này nó có nhiều cái nhân
chúng ta đừng bao giờ trong mặt họ bất hình dung, như một cái nấm thóc mà chúng ta gieo ra, có những cái thóc nó lên, có những thóc nó không lên, nó không có lên cây, nó không lên ương mầm được, nó không có lên mạ được, là do sao? Có những cái giống nó hư, mà nó chỉ lên cái mạ rồi nó rất yếu và nó chết. Có những cái giống nó phải mạnh thì nó mới vượt lên được. Hay hoặc có những cái giống mà tí nó yếu nhưng điều mà nó nhờ được cái sự hỗ trợ, những cái giống nó yếu nhưng điều được cái sự hỗ trợ của phân nước, rồi của cái sự chăm sóc kỹ lưỡng của người làm nông, thì cái họ sẽ đạt được cái họ thu hoạch được cái kết quả. Thì cũng như thế nào, cái sự tu tập nó cũng dường như thế đó, đúng không chị? Chúng ta mang rất là nhiều, có những cái nguyên nhân và hoàn cảnh rất là nhiều, nhưng hoàn cảnh nào cũng vậy. Cái Phật pháp là cái biện pháp mênh mông, và cái giá trị tăng đoàn nó sẽ dung chứa, nó sẽ dung tải cho tất cả. Nhưng nếu chúng ta có những thiện tâm tốt, chúng ta có những cái tâm, có những cái ý chí, có những cái nguyện vọng tốt, thì nó sẽ đưa chúng ta đến cái số đẹp bằng mặt này. Nếu như tâm chúng ta nó không có cái sự chúng ta yếu đuối, thì nó sẽ chìm, nó sẽ bị rớt lại ở phía sau, hay bị chìm xuống đáy, khúc gỗ nó không trôi về được cả được, hoặc nó tấp bờ này, nó tấp bờ kia. Trong cuộc sống này, cái nhân khởi nó có nhiều, mà cái nhân khởi đầu nó không phải là một vấn đề, mà chúng ta đặt định nhiều cái quan trọng, mà cái quan trọng là trong hiện thực đó để có một cái tiến tu. Và nhiều người trong pháp và lực này là những người tên cướp, nhiều người trong giáo pháp này là những người có quyền cháu chúa, và nhiều người trong giáo pháp này là những người mà chúng ta gọi là đầu trộm đua cướp, mà chúng ta gọi là cái sự khủng khiếp đầy cái tội lỗi. Nhưng khi mà vào tăng đoàn họ có cái tâm tu tốt, chẳng hạn như Akudimala, ngài bị cái sự trừng phạt của nghiệp quả ngay trong hiện tại đó, mà cái nhân đó thì chính đi về đổ đầu chảy máu, thì Đức Phật đã xác định chính là cái nhân ác nghiệp của con đó này, Akudimala. Vì chính vì ấy trải nghiệm được, mới cảm nhận được mình đã tạo nhiều cái tội lỗi, và từ đó người ấy có một sự thắng phục và cố gắng vượt qua, thế là chứng đắc thánh quả. Và nhiều rất là nhiều cái hạng người trong pháp và lực này, nhưng khi mà đã vào làm những người con của Phật thì đã đồng nhất ở một hệ thống, đó chính là hệ thống thanh tịnh chấm dứt sinh tử khổ đau, thì đó là đồng nhất. Và cũng như thế, Đức Phật này luôn luôn khuyến dạy cái giá trị tự thân để mọi người tự suy xét mình, chứ không phải là ai mà có thể giúp đỡ cho mình, cứu vớt cho mình, ai là người tìm đến cho mình, ai là người tạo cho mình được thành tựu, được tốt đẹp. Tốt hay không là cũng do chính mình. Thì cũng vậy, chính mình phải biết tự điều phục mình, sẽ chính mình phải biết bảo vệ mình. Và ta chỉ cần là nơi nương tựa cho ta, cái sự nương tựa đó chính là sự hiểu biết, sự tu tập, chứ còn không ai có thể nương tựa chúng ta ấm quyết cho chúng ta một cái cách khác. Ngoài ra, không ai điều phục cho chính mình bằng chính mình điều phục mình, mình dạy cho mình. Thì như là như là một cái người thợ, hay là một người cái người nài ngựa, người ta biết tánh ý con ngựa thì người ta sẽ làm cho con ngựa nó được tốt đẹp. Thì cái tâm của mình, nếu như mình biết dạy tâm mình tốt đẹp thì tâm mình nó sẽ trở nên tốt đẹp, nếu như không dạy tâm mình nó tốt đẹp thì tâm mình nó rất là xấu. Chỉ là như thế. Với sự tu tập thì đòi hỏi của tự thân của mỗi người phải có một sự ổn định, phải có một sự đặt trọng tâm là như thế. Giờ xin có đôi điều trình bày qua cái câu Phật cú số 380 là như thế. Và duyên sự và ý nghĩa, nếu có điều chia sẻ thấp kính ngưỡng mong chư tôn thiện đức tăng cùng toàn thể đại chúng quan hỷ. Kính chấm dứt phần giảng thuyết nơi đây, trước khi dứt lời kính dâng Phật Pháp Lâm Đức Thích Đại Đệ Thích. Từ đại thiên vương các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, biết là các vị chư thần chư thiên, tại các vị âm bát tu la hạ quỷ những chân linh khí linh ở tại chùa Quảng Nghiêm của những chùa Bổ Đức, xin các vị luôn luôn được an lành, được tấn hóa và được thành tựu nhiều cái an lành. Và kính chúc toàn thể quý vị được an lành, được nhiều sự tốt đẹp trong Phật pháp. Dạ xin
chấm dứt thời giờ trước nơi đây. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khà Giá. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Nguyền đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa, và con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và chúng con kính dâng mít đến sư. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba buddhana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba dhammana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba sanghana bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả phương ban có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả cố tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Đại Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Trung Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đê quá ta san ti vi ha ra wa si ni thủ bê gá rê bù thi gá rê tạ hình tạ hình ta tham ma đa đề na pa hoàn tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha ma cha thề ra cha ma cha na wa ca cha bích kha vô sa ra mi ca na na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha sa ra sapa na pu ta sukhi ta pa wan tu te cha na mu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa rằng pa ti cha te sape pi duk kha sa kha run tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ga la sang khô ngô tu sa mắc cô wa a tha ya cha hi đa ya cha âm hê rát khăn tu sắc thẩm mô sắc bê bi thầm ma cha ri nô vô thiệm sâm pa phu ni ya ma thầm ma ri ya ba huệ đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại được tăng. Kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại làm môn học pháp. Kính chào tạm biệt. Dạ, con thấy bằng tài của Thượng Tọa Tuệ Nguyền và con kính dân mịch đến sư. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Kính bạch chúng con, kính bạch chư tăng, kính chào toàn thể đại chúng. Thì nãy trong cái thời giảng chúng tôi không có đề cập đến cái câu hỏi của cô Rạng Đông, Phật tử Châu Phan vừa mới liên hệ với chúng tôi. Thì cô Rạng Đông hỏi rằng cái sự cúng dường của chư tăng ở trong rung thì sẽ chuyển giao qua cho ai. Thì bây giờ chúng tôi xin xác định cho quý vị rõ như thế này. Thì xưa nay thì chúng tôi với Thượng Tọa Minh Hạnh, tất cả Thượng Tọa Minh Hạnh thì có cái sự cúng dường gì ở bên kia thì thường ở đây Thượng Tọa Minh Hạnh nhờ chúng tôi giữ cái quỹ. Thì cũng tạm thời cũng căn bản, và cái điều đó thì ở bên này tức là khi có sự liên hệ gì thì qua quý vị chuyển qua Đại Đức Minh Hạnh, hoặc nếu như mà muốn chuyển trực tiếp về thì cũng được, thì chúng tôi sẽ đứng ra chúng tôi đảm trách cái việc này chờ để chúng tôi sẽ cúng dường nhau lại cho chư tăng, và tên của vị nào thì chúng tôi sẽ nếu như chúng tôi nhận thì chúng tôi sẽ trực tiếp chúng tôi báo trên mạng cho quý vị. Dạ, xin báo cho quý vị như vậy. Thường thì cũng nói cho quý vị biết thì chúng tôi đó, thí dụ như ai có ai cúng dường gì thì bên này thì chúng tôi lập tức báo cho các vị đó,
trong thời gian sớm nhất chúng tôi sẽ chuyển tới, nhưng chắc chắn rằng sẽ được chuyển tới và nói cho Phi nghe như vậy. Tạm biệt coi như là mười mấy hai chục năm nay là như thế, thì báo trình cho tất cả được biết như vậy. Dạ. Thì để khỏi phải, bởi vì cái điều đó nó cũng chưa thật sự từ sư tăng cũng có, cái trách nhiệm cũng ngại, không ai có như là đứng ra cho cái chuyện đó. Nhiều khi nó cũng bận phiền, nhiều khi nó cũng phải chờ, phải quan tâm, phải bận phiền, thì thôi chúng tôi đã đảm trách cho bên đại đức thường tọa Minh Hạnh đã nhờ chúng tôi giúp thì chúng tôi cũng làm như vậy, thì báo trình cho toàn thể là như thế. Dạ, bây giờ chúng tôi xin xuống mic để mời cô Cẩm Vân tiếp tục chương trình, có thể là đóng rung. Dạ, mô của thầy giác xin hẹn gặp quý vị vào một ngày mai. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, nhà con kính bạch thượng tọa Tuệ Quyền cùng chư tôn đức và đạo tràng. Dạ, bạch sư, con cho con có xin một ý kiến, con hơi nhiều chuyện một chút. Con thấy sư rất là đa đoan công việc. Đề nghị của con là tại vì trong trung pháp cứu kinh chuyên đề này, hồi trước giờ chúng con cũng thường hay đóng góp mà để mà dâng đến giảng sư, thì theo ý con thấy là chuyển về để được tịnh đạt các bác sư, ví dụ như vừa rồi vậy đó, thì cũng có khoản tiền của Châu Phan rồi chuyển về để cúng dường quý sư trong rung pháp cứu kinh chuyên đề. Thì cô Cẩm Vân đã đưa cho đại đức Tịnh Đạt, và đại đức Tịnh Đạt cũng đã chia ra cho quý sư. Thì con thấy sư quá nhiều việc thì thôi chuyển về đại đức Tịnh Đạt đi, để đại đức Tịnh Đạt gom lại. Tại vì những người Phật tử trong rung cúng đó, thì một người cúng lần thì cái gom lại một lần là bao nhiêu như vậy, để đại đức Tịnh Đạt chia, thì con thấy sư nhẹ nhàng hơn. Dạ, con kính nhận mít đến sư. Dạ, mô Phật, trời sa thú. Chúng tôi tưởng là không có vị nào chúng tôi có đứng ra, chứ nếu có là quá là sa thú. Và thì nếu như có đức Tịnh Đạt thì tỉnh tôi gửi cho đức Tịnh Đạt, thì điều này rất là sa thú. Dạ, rõ ha, chúng tôi hoàn toàn chính Phật tử Châu Phan khổ như vậy, thì chúng tôi tưởng nó là gần như là chưa có, chứ còn nếu như đã có được rồi thì càng tốt. Chứ sự thật ra cái này không có mà lắm, chứ không sự thật ra không có cái gì. Thì quý vị nhờ đại đức Tịnh Đạt, chứ tôi đã giữ cho cái bên cái quỹ của thượng tọa Minh Hạnh là chúng tôi gửi cho chư tăng, thì nó cũng là một vấn đề đó. Dạ, thì thôi nếu vậy thì quý vị nhờ đại đức Tịnh Đạt. Dạ, vậy như vậy. Dạ, kính mời Vinh Quát Thanh Á hoặc Sức Trang Đông đóng gương mặt như vậy là xong rồi. Dạ, để từ từ rồi Nhật Quỳnh sẽ chuyển cái địa chỉ của đại đức Tịnh Đạt đến cho đạo tràng. Rồi Nhật Quỳnh xin phép được xuống mít ạ.